Kính thưa quý vị và các bạn, trẻ em tham gia lao động sớm đều có những nguy cơ rủi ro về thể chất, tâm lý, ảnh hưởng đến học tập, đặc biệt là dễ bị đẩy tới môi trường có nhiều cảm bẫy, tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế khó khăn, nhận thức của một số cha mẹ còn hạn chế, nên bắt trẻ tham gia lao động cực nhọc ở tuổi thiếu niên. Cần có sự kết hợp hiệu quả giữa các cấp chính quyền, sự hỗ trợ của các tổ chức, gia đình và xã hội để cùng ươm trồng những mầm xanh tương lai. Phản ánh vấn đề này, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Việc làm vừa sức của tác giả Hoàng Tân qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên Tường Duy vai em Thiện, Kim Liên vai cô Hà, mẹ của Thiện, Hữu Phúc vai chú Mười, Duy Hằng vai cô giáo Hiền, Hồ Trải đọc lời dẫn, biên tập và dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Tại công trường xây dựng, trời nắng như đổ lửa, nhưng hai mẹ con Thiện vẫn không ngơi nghỉ. Em Thiện vừa trộn hồ xong, mồ hôi nhảy nhại. Mẹ, mẹ còn nước không? Cho con uống với, khát quá trời nè. Nước trong cái xô đó, uống lẹ đi rồi đi làm. Chủ thầu mà tới bức tử, ổng thấy con ngồi nghỉ, ổng chửi đó. Đói bụng quá à, phải chi có ổ bánh mì thịt ăn là đã hết mẹ? Làm đi, hết uống tới ăn, ông cai thấy ổng la đó. Chừng nào mình mới lãnh lương hả mẹ, lãnh lương xong á. Con mua cái ba lô Ba lô con bị rách rồi Đừng giết rớt hoài hà Cuối tuần lãnh lương Mà thôi con đừng đi học nữa Đi làm kiếm tiền phụ mẹ đi Vậy sao mẹ nói con chỉ đi phụ hồ mùa hè này thôi Rồi con đi học trở lại Con ráng làm phụ mẹ Con lớn rồi Học hoài thì tiền đâu mẹ lo Con mới 14 tuổi Mà mẹ kêu con gánh phụ với mẹ Sao con gánh nổi hổm rài khiên hồ trộn hồ khiên gạch mệt gần chết nè mẹ coi nè con bị té trầy chân nè thì sức thuốc đỏ mai nó hết hà ráng đi tuần này à chắc con cũng được bảy trăm ngàn đó ủa sao có bảy trăm ngàn hả mẹ không lẽ mỗi ngày có một trăm ngàn hả gì rẻ vậy được vô làm ở đây là phước lắm rồi đó con còn nhỏ lương chỉ phân nửa của mẹ thôi chơi ăn gian Họ bắt con làm chuyện nặng như người lớn Mà trả rẻ mà Con không làm thì làm cái gì Thiệt mẹ khổ quá à Con chán quá trời Trong lớp con á đứa nào cũng nhà giàu Chỉ có mình con là nhà nghèo Phải đi làm đủ nghề Gặp tụi nó mắc cỡ quá trời Mình nghèo thì phải chịu Ráng làm đi Mai mốt lớn lên á con giàu thì tụi nó hết đi dễ Làm phụ hồ Sao giàu nổi mẹ thì ông chủ thầu hồi trước á, ông cũng là cu ly, là thợ hồ, mà bây giờ ông giàu vậy đó. Thôi, con không muốn làm thợ hồ ở ngoài nắng như vậy đâu. Con muốn học giỏi công nghệ, sau này ngồi trong phòng có điều hòa, ngồi làm việc trên máy tính. Không có tiền mà đòi học công nghệ, tiền đâu mua máy tính, tiền đâu đóng học phí, con làm như rẻ lắm vậy á. Con sẽ ráng học giỏi để có học bổng, mẹ khỏi đóng học phí cho con. Không đóng học phí ấy, thì cũng đóng tiền nhà trọ, tiền ăn uống nữa. Chứ bộ con không ăn mà học được à phải chi có mạnh thường quân nào đó đứng ra lo cho con hết mẹ con coi trên mạng thấy nhiều mạnh thường quân lắm đó mẹ thôi lo làm đi con ngồi đối mơ hoài à ông thậu cũng tới kìa nè bộ rảnh dữ lắm hả sao ngồi nhiều chuyện dữ vậy <laughs> tôi bỏ tiền ra mướn mấy người vô đây mà để nhiều chuyện hả đi làm liền thiệt mướn mấy đứa con nít mệt ghê à một tuần sau, tại nhà em Thiện, cô giáo Hiền đến thăm khi biết tin Thiện bị tai nạn lao động. Dạ, mời cô giáo vô nhà. Thiệt phiền cô giáo quá à. Cảm ơn chị. Tội nghiệp quá. Chân em hết chưa mà xuất viện vậy Thiện? Dạ, xui mà hên cô ơi. Em chỉ bị phần mềm hả? Lúc em bị dàn giáo đè, em bất tỉnh luôn. Mà sao em bị té dữ vậy? Dàn giáo nó bị sập, nó ngồi phía dưới á nên bị cây đè cũng may là không có người nào bị chết á nếu không á thì ông thầu cũng lãnh đủ á mà tới nay á cả tuần rồi nhưng không thấy ổng tới thăm thằng thiện mình tôi á chạy lo tiền thuốc cho nó muốn chết luôn vậy đó tôi tới đây nè bực ghê á lãnh hai mẹ con mấy người vô làm bây giờ á tôi lãnh nợ đúng là làm ơn mắt quán mà thấy hoàn cảnh hai mẹ con khổ quá tôi mới nhận thằng nhỏ vô làm Bây giờ còn phải lo tiền thuốc men cho nó nữa Em thiện chưa tới tuổi lao động Anh mời bận làm chi Thì tại mẹ nó năn nỉ quá trời Tôi mới nhận Tại tôi thấy anh á, nhận nhiều đứa con trai Mới có 14-15 tuổi vô làm Nên tôi mới xin cho thằng nhỏ Nhưng anh á, cũng lợi nhiều thứ chứ bộ Vì con nít á, làm không có đầu lên lương Dễ sai dễ dại Mà trả tiền rẻ mạt Anh lợi nhiều mà Nhiều đâu không thấy ha, mà thấy đền tiền cái vụ công nhân bị sập dàn giáo muốn sụm bà chè đây nè Ổm rài lo mấy đứa bị nặng nên bữa nay mới rảnh tới thăm thằng thiện đây nè tôi gửi cho chị phụ tiền viện phí thuốc men cho nó dạ con cảm ơn mà con nghe nói ai mướn con nít lao động thì bị phạt tù phải không cô rồi tới thằng con nít này nó hù nữa rồi có thiệt đó anh Lao động trẻ em được pháp luật bảo vệ chặt chẽ với những điều kiện tuyển dụng khắc khe. Vì thế, người thuê trẻ em làm việc trái quy định có thể bị phạt tù giam nếu bóc lột sức lao động trẻ em dẫn đến hậu quả gây thương tích cho trẻ hay làm cho trẻ tử vong thì có thể bị phạt tù đến 12 năm. Ý trời, ờ, thầy khả cô giáo? Dạ đúng, luật trẻ em quy định trẻ em là người dưới 16 tuổi cấm không được sử dụng trẻ em làm việc dưới nước, dưới lòng đất, trong hang động, trong đường hầm công trường xây dựng hay cơ sở giết mổ gia súc sòng bạc quán bar vũ trường phòng karaoke còn cấm nhiều lắm á trời ơi nhưng mà tôi đâu có mướn con nít làm mấy chỗ karaoke hay gì gì đó đâu nhưng chú mười mướn con nít tụi con khiên vác gạch đá xi măng trong luật có cấm con nít làm ở công trình xây dựng cô con vừa nói đó chú mười nghe mà tôi nói thiệt nha cô giáo cực chẳng đã tôi mới cho nó đi làm chứ làm ở các công trình xây dựng bụi xi măng quá trời à ô nhiễm dữ lắm nghèo quá à, nó không làm phụ tôi á, thì sao đủ ăn chị à chị đừng cho bé thiện lao động sớm nhất là lao động nặng như vừa qua rất là nguy hiểm với lại khi cơ thể chưa trưởng thành đầy đủ mà làm việc nặng như vậy á sẽ khiến cho trẻ có nguy cơ bị tổn thương chậm phát triển cả về sức khỏe thể chất và tinh thần á chị ôi tính ra thì thằng thiện á, còn cha mẹ đỡ hơn chị em tôi hồi nhỏ Tôi nói uh, cha mẹ ly dị Ông bả mỗi người điên đường mấy chị em tôi phải ở với chú thím mà chú thím tôi làm tượng đá đó chị em tôi khiêng đá ha, muốn cập cái xương sống mà cơm không đủ ăn phải trốn đi bán vé số đó bộ có vụ đó nữa hả anh mười tội nghiệp chị em của anh cũng khổ cực vậy rồi uh, anh làm gì mà giàu dữ vậy tôi kể chị nghe À, tôi đi bán vé số bữa đó ế nên tôi ôm trời thương nghe ta nói chiều tôi trúng số mà không phải độc đắc nhưng cũng được gần nửa tỷ đồng á mấy chị em mới ráng làm ăn tới bây giờ tội nghiệp chị hai tôi vì lo cho tụi tôi mà chỉ ở vậy cho tới bây giờ vì vậy mà tôi nhủ thầm dù nghèo tới đâu á cũng không cho con đi kiếm tiền sớm cạm bẫy nguy hiểm dữ lắm anh nói như vậy á nhưng anh giàu nên con cháu đâu có chịu khổ còn tôi thì nghèo như vậy nên đành phải cho con cái đi làm sớm để kiếm cơm mình tập cho con nhỏ lao động phụ việc nhà được rồi chứ cho nó lao động nặng nhọc thì hậu quả tụi nhỏ gánh chịu tội lắm chị trước mắt là con còn nhỏ mà lao động nặng quá sớm dễ bị chấn thương cột sống bị giảm sút về sức khỏe trí lực không còn ham học nếu bỏ học thì tương lai sẽ mãi đói nghèo chị à con đi làm về chỉ muốn nằm hoài Đau lưng lắm cô ơi Nguy hiểm nhất là khi trẻ đi làm sớm Dễ lây nhiễm các thói hư tật xấu của ngoài đời Như chửi thề nè Đánh nhau hay hút thuốc lá Đáng sợ là các em bị rù quến Dụ dỗ chơi ma túy Rồi bị suối dục mua bán ma túy Sẽ bị tù tội Mấy chú có đưa thuốc cho con hút nữa đó Trời ơi con dám hút hả Mẹ cấm tuyệt đối nha Dạ mấy chú đưa nhưng con đâu có dám hút ờ biết vậy là ngoan đó con nhiều cạm bẫy khi trẻ là động kiếm sống quá sớm lắm bé gái thì có nguy cơ bị lạm dụng tình dục còn bé trai thì dễ bị sai vào các thói hư tật xấu lao động quá sớm cháu bé sẽ dễ nhiễm thói lọc lừa tự ti thậm chí nhân cách bị méo mó nếu như thế lớn lên các cháu sẽ trở thành con người như thế nào anh Mùi có nghĩ không mày đưa trẻ như vậy rất dễ bị tổn thương thường sống co rút không có giao tiếp với ai hoặc rất là hung dữ không thông cảm với người khác dạ đúng rồi những trẻ như thế có nguy cơ rối loạn nhân cách khi lớn lên thích bạo lực chúng sẽ không có cảm giác sợ những việc làm sai trái như vậy sẽ rất dễ dẫn đến phạm pháp nãy giờ nghe cô giáo nói tôi lo quá à tôi đặt con tôi tên thiện là để nó lớn lên nó sẽ làm điều tốt điều lành đừng làm điều ác dù nghèo nhưng phải là người tốt Đừng có dính vô những cái chuyện xấu Có nhiều em còn bị kẻ xấu lừa gạt Bị lừa bán qua nước khác Làm ở các casino, ở các sòng bạc Bị hành hạ đánh đập giả mang Nếu không nghe lời bọn chúng Cô biết không Con của anh hai tôi hồi đó nó bằng tuổi thằng thiện Mà anh xin cho nó vô làm công ty đàng hoàng Họ nói chỉ cần nó đừng có ốm quá Đừng lùng quá, đừng xăm mình Thì người ta nhận vì công ty cần gấp lao động thời vụ nên tuổi nào họ cũng nhận. Miễn là đừng có già, cỡ ba mươi mấy tuổi là họ không có nhận. Có những người vì lợi nhuận nên họ sẵn sàng nhận trẻ em vào làm việc. Hồi nãy tôi nói cái vụ con anh hai tôi đó. Nó than làm cực dữ lắm, tăng ca liên tục. Mắt nó lúc nào cũng đổ ngầu vì mất ngủ. Có lần nó xích bị mái cán đứt tay vì ngủ gục đó cô. Cha mẹ thì vì tiền, công ty vì lợi nhuận nên trái em bị bóc lột lao động, bị tai nạn lao động lặng vậy đó. Vậy rồi họ không sợ bị phạt hả? Sợ thì họ đâu có làm. Chị đừng cho em thiện đi làm phụ hồ nữa nghe. Em ấy học giỏi, bắt em ấy nghỉ học thì uổng lắm. Đừng ham cái lợi trước mắt mà làm ảnh hưởng tương lai con mình đó chị. Tôi bắt nó nghỉ học tôi cũng buồn lắm, nhưng mà cực chẳng đã cô ơi. Từ nãy giờ nghe cô giáo nói, với lại thấy hoàn cảnh của mẹ con thằng thiện à, thôi tôi tính vậy tôi thì cũng từng lăn lóc ra đường kiếm sống từ hồi nhỏ nên tôi hiểu sự cực khổ tuổi nhục là như thế nào nhìn mấy đứa bạn được đi học được đi đá banh tôi thèm dữ lắm mà có được đâu bởi vậy á tôi sẽ nhận thằng thiện vào làm thôi anh mười à tôi nghe cô giáo cũng nói đúng quá à tôi vì túng thiếu nên bắt thằng nhỏ đi làm ở công trình xây dựng như vậy nó hết bụi xi măng nó bị ho lao Nghe con nói mà tôi sót dữ lắm Thôi kệ Tôi cho nó ở nhà học hành Đặng có tương lai hơn Nếu không á Thì tới đời con nó Cũng đi làm cu ly Làm phụ hồ hà Trời ơi Tôi đâu có biểu nó vô làm Ở công trường của tôi đâu Cho nó làm ở nhà tôi Phụ với vợ tôi Làm ở nhà anh Mười là làm gì Làm mô xin hả Nó là con trai ẩu tả dữ lắm Không có được <laughs> Trời ơi không có phải vợ tôi có mở cái hợp tác xã Đan lát thảm lót từ mây tre nứa nó làm ở đó được công việc nhẹ nhàng vừa sức nữa à mà như vậy pháp luật có cấm hôn cô giáo dạ không pháp luật cho phép trẻ em từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi được làm công việc nhẹ như nghề Đan lát làm các đồ gia dụng đồ thủ công mỹ nghệ và các nghề truyền thống hay lập trình phần mềm tôi cảm ơn anh mười Vậy hè này anh cho thằng Thiện làm ở hợp tác xã nhà anh với chị Mười ha. Được rồi. À, sẵn đây em báo cho chị tin mừng. Em Thiện được hội những nhà hảo tâm lo cho em đi học, giúp chị nhẹ gánh lo. Cố lên nha chị, mình ráng ươm trồng những mầm xanh, để sau này các em là chủ nhân tương lai, là nhân tài đất nước. Mẹ ơi, vậy khai trường, con được đi học trở lại hả mẹ? Ừ, mẹ hứa với cô giáo rồi. Mẹ sẽ cố gắng nuôi con ăn học, không có ép con lao động vất vả nữa. Bởi lỡ con có bề gì á thì mẹ sẽ ân hận suốt đời. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh Việc làm vừa sức của tác giả Hoàng Tân. Đến đây chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Báo Thanh Vĩnh Long xin tạm dừng. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này. Thân ái, chào tạm biệt.